Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Gangnam Kali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn, hoặc là sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với thẩm mỹ viện Gangnam Kali qua số điện thoại ngay trên màn hình quý vị 714-227-5789, 714-227-5789, hoặc gửi email là thẩm mỹ viện gangnamkali@gmail.com. thẩm mỹ viện gangnamkali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Gangnam Kali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán giả. Và bây giờ như thường lệ chúng ta lại bước qua phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Tổng thống của Ukraine ông Zelensky đã thảo luận về vấn đề hòa bình và vấn đề trao đổi tù nhân với giới chức cao cấp của Vatican. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters cho biết thì tổng thống Ukraine là ông Zelensky trong ngày thứ ba đã ca ngợi nỗ lực của Vatican tìm kiếm hòa bình và trả tự do cho con tin trong các cuộc đối thoại với các viên chức cao cấp của Vatican, được xem là trước đó có sự căng thẳng giữa Kiev và vùng đất thánh. Ông Zelensky đã cảm ơn đồng lý văn phòng của tòa thánh Vatican và là đặc trách về ngoại trưởng của Vatican là Đức Hồng y Pietro Parolin, và trong đó nói rằng đây là dấu hiệu cao khi mà ngài viếng thăm thủ đô Kiev, và trong đó đây là dấu hiệu ủng hộ cho Ukraine và Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ cho lãnh thổ của chúng tôi và tìm kiếm sự hòa bình. Ông Zelensky đã phát biểu trong một đoạn video, và Đức Hồng y được xem là phản ảnh cái số lượng và phản ảnh cái quan điểm của Đức Thánh Cha là Đức Thánh Cha Francis khi mà Vatican đã bắt đầu có những cái lời lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là một cuộc gặp gỡ khá quan trọng và đây là một điều mà mang tới hy vọng và hy vọng sẽ có kết quả tốt hơn. Đó là lời phát biểu của phía ông Zelensky đưa ra. Trong khi đó thì Ukraine đã phản đối một lời phát biểu trước đây của Đức Thánh Cha khi mà nhận lời phỏng vấn ở trong năm nay, nói rằng Kiev cần phải hiểu được và phải treo cờ trắng đầu hàng để đàm phán và chấm dứt cuộc chiến tranh. Tuy nhiên lần này thì ngôn ngữ của ông Zelensky đã trở nên khác đi sau khi mà ông phản đối việc mà phía tòa thánh kêu rằng là phía Ukraine nên phất cờ trắng đầu hàng để đạt một thỏa thuận ngưng bắn ở tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống của Pháp là ông Macron cho biết là ông sẽ không đề danh người đứng đầu vai trò thủ tướng cho tới khi mà giải Olympic tại Paris chấm dứt. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron cho ngày thứ ba cho biết là ông đã bác bỏ cái áp lực từ phía của lực lượng cực tả là đề tên tân thủ tướng sau khi mà có cái cuộc bầu cử, và nói rằng việc mà đề tên này sẽ được diễn ra sau khi mà có cái chấm dứt cái giải Olympic tại Paris. Đương nhiên chúng tôi tập trung vào cái giải thể thao này cho tới khi giữa tháng 8, ông đã nói với đài truyền hình số 2 của Pháp như trên. Và từ đây tới đó thì trách nhiệm của tôi là sẽ đưa ra tên của người tân thủ tướng và với tên niềm tin của họ và có công việc thực hiện cái chính phủ này, và càng sớm càng tốt. Ông Macron đã bất ngờ giải tán toàn bộ nghị viện của Pháp và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm hơn với vòng thứ hai của cuộc đầu phiếu vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, và dường như là đã không có một cái đảng nào chiếm được quyền đa số. Nhóm cực tả liên minh này đã gồm có đảng Cộng sản, đảng Dân chủ xã hội và đảng Green đã gia tăng được 193 ghế so với 164 ghế dành cho ông đảng trung tả của ông Marcos và 143 ghế dành cho đảng gọi là cực hữu và liên minh của họ. Và đây được xem là một trong những lời khẳng định của ông Tổng thống Pháp đưa ra. Trong khi đó thì mọi người cho biết là nhân vật được xem là có thể được biết rất ít tới là một nhân vật về xã hội và kinh tế có tên là Lucy Casset, được xem là một trong những người mà ông Macron có thể đề tên ở trong cái chính phủ mới của ông và trong vai trò phó thủ tướng. Và nhân vật 37 tuổi này nói với lại hãng thông tấn AFP là sẵn sàng chấp nhận cái sự đề cử của ông Tổng thống Pháp, và đây là điều mà gọi là hân hạnh của người này. Casset được biết tên, và bà này được biết với cái tên và được biết với một người là có một cái tư tưởng cải tổ, và trong đó sẽ cải tổ rất nhiều trong cái hệ thống chính quyền của Pháp. Cho tới giờ phút này thì vẫn chưa ai biết được ông ta sẽ đề tên ai làm thủ tướng của chính phủ mới của Pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hungary đã chặn các ngân quỹ của EU dành cho các quốc gia thành viên cho tới khi nào Ukraine cho phép vận chuyển khí đốt ngang qua lãnh thổ của họ từ Nga tới Hungary. Bản tin từ Budapest cho biết, chính quyền của Hungary sẽ ngăn chặn một cái gọi là nguồn cung cấp vũ về ngân sách của Liên hiệp Âu Châu cho các quốc gia thành viên đã hỗ trợ đạn dược cho Ukraine cho tới khi nào mà Kiev cho phép chuyển tất cả những phần dầu thô và khí đốt thiên nhiên từ phía của Nga băng qua lãnh thổ của họ. Ngoại trưởng của Hungary đã đưa ra vào ngày thứ Ba. Slovakia và Hungary trước đó trong tháng này nói rằng họ sẽ ngưng lại việc mà nhận tất cả các cái nguồn, họ đã bị ngưng lại tất cả nguồn khí đốt Lukoil từ phía của Rumba, được xem là một cái ống dẫn khí đốt từ phía Nga băng qua lãnh thổ của Ukraine tới những quốc gia này. Và đồng thời họ lên tiếng cho biết rằng là Bộ Năng lượng của Hungary đã lo ngại tình trạng này sẽ dẫn tới tình trạng gây khó khăn cho Hungary. Và đến cho tới khi nào vấn đề này không được giải quyết bởi phía Ukraine thì tất cả mọi người sẽ phải chi trả khoảng 6.5 tỷ Mỹ euro cho cái chương trình gọi là Euro Peace Facility. Và phải bồi thường và cho kể cả vấn đề vận chuyển. Đó là Ngoại trưởng của Hungary đã đưa ra lời phát biểu ở trên đài truyền hình của Hungary. Trong khi đó thì phía Bộ Ngoại giao của Ukraine vẫn chưa lên tiếng cho biết là họ có tháo gỡ cái việc ngăn chặn này hay không. Bởi vì trước đây thì họ đã ngăn chặn tất cả ống dẫn khí đốt và dẫn dầu từ phía của Nga băng ngang qua lãnh thổ của Ukraine để tới Hungary. Và hiện nay thì cả hai quốc gia Hungary và Slovakia đã yêu cầu Quỹ hội Âu Châu ngày thứ Hai ngay lập tức phải có một cái cuộc nói chuyện với lại phía của Ukraine. Trong khi đó thì cái chương trình EPF này được tạo ra năm 2021, trong đó là sẽ chi ra số tiền của cho các quốc gia thành viên về việc mà họ hỗ trợ vũ khí và hỗ trợ đạn dược cho Ukraine. Đây được xem là một trong những cái hành động cứng rắn của Hungary sau khi mà đường ống dẫn khí đốt và dẫn dầu của họ đã bị ngăn chặn bởi phía của Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, 25 tiểu bang đã yêu cầu tòa tối cao là phải ngưng lại một cái quy tắc của cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường về các nhà máy điện. Ít nhất là có 20 tiểu bang đỏ đã nộp đơn lên tối cao pháp viện tạm thời ngăn chặn lại một nỗ lực của chính quyền Joe Biden nhằm áp dụng những chính sách mới cắt giảm cái việc ô nhiễm từ các nhà máy điện. Bộ trưởng Tư pháp của tổng cộng 25 tiểu bang dẫn đầu bởi tiểu bang West Virginia và Indiana đã yêu cầu tối cao pháp viện là phải ngưng lại một cái chính sách của cơ quan bảo vệ môi trường trong chính sách mới gọi về thách thức pháp lý trong vấn đề của liên bang. Và đơn nộp này đã diễn ra vài ngày sau khi ba chánh án của tòa án kháng án của Hoa Kỳ đã đưa ra và đứng về phía của phía cơ quan được xem là bảo vệ môi trường, và tất cả đều nhắm vào cái chính sách gọi là quản lý của Bộ Quản lý Môi trường, trong đó bao gồm những cái chính sách mới về việc mà thực hiện các cái chương trình mới về khí đốt thiên nhiên hoặc là các nhà máy điện, cũng như là đã thải ra khí carbon từ giảm đi từ 90% năm 2032, và hoặc là sẽ đối diện với tình trạng họ sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Và trong đó thì một nỗ lực của các bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang nói rằng là không thể nào thực hiện cái tiến trình này trong một cái khoảng thời gian cấp tốc như vậy. Và bộ trưởng tư pháp của tiểu bang West Virginia đã nộp đơn lên tối cao pháp viện và nói rằng họ yêu cầu phía tối cao pháp viện là phải ngăn lại cái quy tắc mới này của cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường. Các tiểu bang đã nộp đơn gồm của West Virginia, tiểu bang Indiana, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia và Wyoming. Đây là những tiểu bang đã nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện để yêu cầu ngăn chặn những quy tắc mới của cơ quan bảo vệ môi trường. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, giá nhà tại Hoa Kỳ đã giảm ở mức bất ngờ, ở mức trung bình là 427.000 cho một căn nhà. Bản tin mới nhất cho biết thì việc bán nhà của Hoa Kỳ đã giảm được xem là hơn dự tính trong tháng 6 và theo dữ liệu đưa ra vào ngày thứ Ba, và mức trung bình đã lên cái mức cao hơn. Và đây được xem là một trong những cái thách thức cho những người mua nhà khi mà tình trạng giá của mortgage, tức là giá về cái tiền phân lời lên quá cao và giá nhà cũng không giảm xuống, và mức bán đã tụt xuống khoảng 5.4% trong tháng 5 và nó còn xuống còn có 3.9 triệu căn trong tháng 6 theo tường trình của Hiệp hội Địa ốc Hoa Kỳ. Và con số này cho thấy là khoảng 4 triệu căn nhà đã được bán ra, trong đó thì số lượng đã không có đúng như là cái dự tính trước đây. Và lãnh đạo của cái Hiệp hội Địa ốc của
quốc gia cho biết rằng là con số này dường như là nó không được an toàn cho lắm, khi mà cả người bán lẫn người mua đều lo ngại về thị trường và giá cả của nhà bán bây giờ. Và trong tháng 6, tổng cộng là có 1.3 triệu căn nhà đã được bán ra, con số được xem là 23.4% cao hơn so với mức độ một năm trước đây. Và số lượng cần nhà vẫn là được xe rất cao, và số tiền này đã đẩy giá nhà lên cao hơn. Nhưng mà mức nhà lại bán chậm hơn, là ở mức là 426.900 Mỹ Kim cho một căn nhà ở mức trung bình vào tháng 6. Đây được xem là giá nhà được xem là trung bình trên toàn quốc trong năm 2024. Và điều này cho thấy thị trường địa ốc vẫn đang nằm trong tình trạng có thể sẽ sụp đổ bất ngờ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, Đảng Dân Chủ đã thúc đẩy việc mà lật đổ một cái phán quyết của tối cao pháp viện trước đây. Một số thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ trong ngày thứ ba đã giới thiệu một dự luật, trong đó là họ tìm cách lật đổ một phán quyết trước đây của tối cao pháp viện, đã trong đó là cắt giảm và ngăn chặn tất cả những cái chính sách mà các cơ quan chính quyền liên bang đã đưa ra liên quan tới vấn đề môi trường, vấn đề bảo vệ người tiêu thụ và quyền lợi của công nhân. Thượng nghị sĩ cực tả là Elizabeth Warren của Đảng Dân Chủ tại Massachusetts cho biết bà ta cùng với 10 người của Đảng Dân Chủ khác đồng bảo trợ cho một dự luật, và trong đó sẽ biến thành luật và có thể duy trì cái luật đã kéo dài 40 năm qua, vốn đã bị tối cao pháp viện lật đổ trước đây, gọi là luật Chevron. Đây là một cái luật đã được xem là để bảo vệ cho tất cả quyền lợi của người dân. Tuy nhiên thì phía của bà Warren cho rằng dự luật này sẽ chắc chắn rằng sẽ có cái việc mà bảo vệ cho giới tiêu thụ, bảo vệ cho quyền lợi của công nhân và bảo vệ cho vấn đề của môi trường. Trong khi đó thì một số các tiểu bang khác đã đưa ra những cái lời cảnh báo rằng những quy tắc của những cơ quan trong chính quyền liên bang, đặc biệt là Bộ Môi trường, đã áp dụng những chính sách được xem là gay gắt trong vấn đề môi trường, khiến cho họ không thể phát triển kinh tế của tiểu bang. Và trong đó thì dự luật này đã được bảo trợ ở dưới sàn Hạ viện bởi các dân biểu gồm có Pramila Chajapa và được xem là của Đảng Dân Chủ ở tại tiểu bang Washington. Và hiện nay thì chánh án John Roberts trước đó đã từng viết ra và nói rằng là việc mà áp dụng của chính sách của chính quyền liên bang đã có một số những cái chính sách vi phạm vào những các tu chính án của Hoa Kỳ và đã bị lật đổ bởi tối cao pháp viện. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm tìm cách giới hạn cái quyền hạn của tối cao pháp viện, và trong đó đặc biệt liên quan tới vấn đề của người đồng tính, liên quan tới vấn đề của gọi là vấn đề giáo dục và vấn đề chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó thì cả liên quan tới vấn đề của Bộ Mậu Dịch khi mà đưa ra những cái thỏa thuận được xem là không có cạnh tranh. Thời gian gần đây thì gần như là phía của Đảng Dân Chủ đang thúc đẩy những chính sách được xem là cực tả của họ nhằm duy trì tất cả những cái luật nghiêm khắc về môi trường và thúc đẩy những vấn đề gọi là an sinh xã hội, bao gồm luôn quyền lợi của giới đồng tính. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thượng nghị sĩ Bob Menendez của New Jersey đã chính thức từ chức ra khỏi chức thượng nghị sĩ sau khi ông bị kết tội tham nhũng. Bản tin từ ở Trenton, New Jersey cho biết thì thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là ông Bob Menendez sẽ từ chức vào ngày 20 tây tháng 8 tiếp theo việc mà ông đã bị kết tội về tội tham nhũng, một hành động được xem là đã gây hại cho cái gọi là cái uy thế của chính quyền liên bang. Trong đó ông bị cáo buộc là đã nhận tiền của chính quyền Ai Cập trong một lá thư ông gửi cho thống đốc của tiểu bang New Jersey đã nhìn thấy bởi hãng thông tấn AP. Ông Menendez đã loan chắc trong ngày 16 tây khi ông bị kết tội, ông là một người vô tội, và trong lá thư ngày thứ ba ông cam kết rằng sẽ nộp đơn kháng án với bất kỳ một đường hướng nào, bao gồm cả việc mà nộp đơn kháng án lên tối cao pháp viện. Ông đã viết cho cho thống đốc của tiểu bang New Jersey là ông Phil Murphy thuộc của Đảng Dân Chủ, và trong đó thông báo về việc mà ông sẽ từ chức thượng nghị sĩ, và ông đã không cho biết là cái phiên tòa liên bang sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên thì ông nói rằng là sẽ ông trở thành nạn nhân của một cái trò gọi là chính trị rẻ tiền, và trong đó ông nói rằng để có thể làm được điều này thì ông sẽ nộp đơn lên tối cao pháp viện. Tuy nhiên thì ông vẫn thông báo cho ông thống đốc biết là ông thống đốc vẫn là người quyết định ở trong cái vấn đề bổ nhiệm một người khác tạm thời thay thế vị trí cho ông cho tới khi có cuộc bầu cử trở lại. Đây được xem là một trong những cái cuộc từ chức chính thức của ông Menendez sau khi mà ông đã bị cáo buộc về các tội tham nhũng, và cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Trong đó thì dân biểu của liên bang là Andy Kim, người đã được hỗ trợ mạnh mẽ của Đảng Dân Chủ, sẽ ra tranh cử với lại nhân vật của Đảng Cộng Hòa là Curtis Paschal trong cái vị trí của ông. Và ông Menendez, 70 tuổi, đã rời khỏi Đảng Dân Chủ sau khi mà ông đã bị
truy tố về tội tham nhũng và kể từ đó thì ông đã bị thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ. Trước đây, ông từng là chủ tịch của ủy ban đối ngoại tại Thượng viện. Sau đó, ông đã bị cáo buộc tội tham nhũng nhận tiền hối lộ của các chuyên viên chức của nước ngoài để đưa ra những chính sách có lợi cho họ. Và trong cuộc đột kích vào nhà của ông, họ đã phát hiện ra tiền mặt, những cái thỏi vàng và một số những cái vật dụng quý giá nằm ở trong nhà của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiếp theo việc từ chức của bà giám đốc cơ quan mật vụ là Kimberly Chittle, thì Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa ông Mayorkas đã tạm thời bổ nhiệm một người phó lên làm quyền giám đốc tạm thời của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là ông Alejandro Mayorkas trong ngày thứ Ba cho biết ông đã bổ nhiệm Ronald Rao Jr. là quyền giám đốc của cơ quan mật vụ. Ông Mayorkas đã đưa ra bản xác minh: tôi đã bổ nhiệm một phó giám đốc của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ là Ronald Rao Jr. tạm thời nắm quyền giám đốc của cơ quan mật vụ. Và trong đó thì ông phó giám đốc này đã từng làm phó giám đốc từ năm 2023 với 24 năm làm việc trong cơ quan mật vụ. Ông có đầy đủ kinh nghiệm và đã từng là phụ tá và đặc trách rất nhiều những vấn đề của cơ quan mật vụ. Trong đó tôi tạm thời bổ nhiệm ông và rất cảm ơn ông đã phục vụ cho cơ quan mật vụ trong lúc mà chúng ta đang gặp một cái cơn thử thách về cái chuyện xảy ra vào ngày 13 tây tháng 7, và chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác với các cuộc điều tra cũng như là ủy ban giám sát của Quốc hội. Và cùng một lượt thì cơ quan mật vụ cũng sẽ có những cái sứ mạng bảo vệ 24/24 cho những lãnh đạo của quốc gia một cách chắc chắn hơn. Và cơ quan mật vụ là một cơ quan bảo vệ tốt nhất của thế giới, và nói đây là một cái điều khó khăn, và cái sứ mạng này là chúng tôi sẽ phải chọn những người đáng tin tưởng. Và trong đó thì phó giám đốc là ông Rao cùng với những người làm việc phục vụ trong cơ quan mật vụ, những người đã đem sinh mạng của họ mỗi một ngày để mà bảo vệ cho tất cả những lãnh đạo của chúng ta. Đây được xem là sự bổ nhiệm mới nhất của ông Mayorkas sau khi mà bà Kimberly Chittle đã quyết định từ chức vào sáng ngày hôm nay, tiếp theo việc bà ra điều trần trước ủy ban giám sát của Hạ viện. Và điều này đã gây nổi giận cho cả lưỡng đảng khi bà tránh né không trả lời tất cả những câu hỏi của các thành viên trên quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cựu nhân viên dân sự của lục quân Hoa Kỳ đã làm việc cho cơ quan này và đã bị kết án 15 năm tù khi đánh cắp gần 109 triệu Mỹ Kim. Một phụ nữ Texas ở Texas đã nhận tội và bị truy tố tội đánh cắp 109 triệu Mỹ Kim từ một cái chương trình phát triển tuổi trẻ dành cho trẻ em trong các gia đình quân nhân và sử dụng số tiền quỹ này cho cuộc sống sang trọng của bà với hàng loạt những căn biệt thự và những chiếc xe sang trọng cũng như là những cái chi phí sang trọng của bà ta, đã bị kết án 15 năm tù ở trong tiểu tù liên bang. Bà này có tên là Janet Yamanaka Melo, 57 tuổi, đã bị kết án bởi quan tòa của liên bang là Xavier Rodriguez. Trong đó, kết án rằng bà này đã ít nhất có 5 tội trạng liên quan tới vấn đề lừa gạt, và trong đó 5 tội liên quan tới vấn đề không khai thuế và khai mang về thuế. Các công tố viên cho biết bà Melo vốn là một nhân viên dân sự làm việc ở Fort Sam Houston ở San Antonio, và số tiền mà bà sử dụng là để mua tất cả những vật dụng sang trọng cho bà ta, bao gồm những nữ trang trị giá lên tới 923.000 Mỹ Kim chỉ riêng trong một ngày của năm 2022. Bà Melo vốn là một quản lý tài chính, người đã quản lý cái ngân quỹ dành cho chương trình trẻ của các cái trại quân sự của Hoa Kỳ, và trong đó số tiền này đáng lý được sử dụng để hỗ trợ cho những con em của những binh sĩ Hoa Kỳ và chăm sóc y tế cho những con em của binh sĩ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà ta đã phản bội lại cái niềm tin của chính quyền liên bang và của cơ quan chính phủ, và do đó bà ta đã sử dụng số tiền này làm giàu cho cá nhân của bà ta theo lời cáo buộc của công tố viên đã đưa ra. Và bà ta đã thâm thủng khoảng 109 triệu Mỹ Kim trong ngân quỹ của liên bang dành cho trẻ em, và bây giờ thì chính thức bà ta đã bị kết án 15 năm tù. Đây được xem là một bản án nặng nề dành cho một người phụ nữ làm trong khâu dân sự của ngành lục quân Hoa Kỳ và đã sử dụng cái quyền lực của bà ta và cái khả năng của bà ta để mà biển thủ ngân sách. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Joe Biden sẽ phát biểu trước quốc dân tại phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc về quyết định không tái tranh cử năm 2024. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden sẽ phát biểu trước quốc dân vào ngày thứ Tư sau khi mà ông ta quyết định rút ra khỏi cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024. Ông Biden sẽ nói chuyện với người dân Hoa Kỳ về quyết định của ông ta và lý do ông ta quyết định rời khỏi cuộc đua này và dự tính tập trung vào 6 tháng còn lại trong cái nhiệm kỳ đầu tiên và nhiệm kỳ duy nhất của ông ta. Và lời phát biểu này sẽ được phát ra từ tòa và phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc theo tường trình của Tòa Bạch Ốc đưa ra. Và ông Tổng thống này đã không thấy xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong 6 ngày qua sau khi mà ông ta xuất hiện ở cái sân bay gọi là Dover Air Force Base và ông ta đã quay trở lại thủ đô sau khi mà ông ta đã tự cách ly ở cái quê nhà của ông ta ở Delaware. Và ông Tổng thống này sẽ trả lời một câu hỏi từ các thông tín viên ở cái phi trường Dover Air Force Base và nói rằng ông ta cảm thấy tốt hơn và đã thử nghiệm là có tiêu cực với lại cái con COVID-19 và ông sẽ không xuất đã không xuất hiện trước công chúng vào tuần trước và dường như là ông đã bị cách ly và sau khi mà được báo tin là ông ta đã bị nhiễm COVID. Đây được xem là bài diễn văn của ông ta sẽ giải thích về lý do tại sao ông ta không tiếp tục cuộc chạy đua vào cái tòa bóc trong nhiệm kỳ thứ hai. Và trong lá thư công bố vào hôm Chủ nhật, ông ta tin rằng là cái quyết định này là cái quyền lợi tốt nhất cho đảng của ông ta và cho đất nước, cũng như là ông ta tập trung vào cái trách nhiệm trong cái giai đoạn còn lại trong cái nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Tôi sẽ phát biểu trước quốc dân trong tuần này và sẽ có thêm những chi tiết về quyết định của tôi, ông ta đã nói vào hôm Chủ nhật vừa qua. Và quyết định của ông ta là sẽ có một cái bài diễn văn nói trước quốc dân vào ngày mai thứ Tư. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và như đã tiên đoán từ đầu tuần, thì cuộc thăm dò mới nhất của hãng Reuters và Ipsos cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm. Bản tin mới nhất cho biết bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cái mức điểm cao hơn ông Trump 2 điểm sau khi mà ông Joe Biden rút lui ra khỏi cuộc tranh cử theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters và Ipsos. Cuộc thăm dò này thực hiện vào ngày thứ Hai và ngày thứ Ba tiếp theo cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, nơi mà ông Trump đã chính thức nhận sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, và sau đó ông Joe Biden ngày Chủ nhật đã tuyên bố rút ra khỏi cuộc đua này. Bà Harris hiện nay đã cứu được cái sự đề cử của Đảng Dân Chủ và trong đó bà dẫn trước ông Trump là 44 trên 42 trong cuộc thăm dò trên toàn quốc với mức sai biệt là 3%. Và trong đó, bà Harris và ông Trump sẽ có cái mức 44% trong ngày 15 và ngày 16 tháng 7 trong cuộc thăm dò. Và ông Trump dẫn trước bà ta một điểm vào ngày 1 và ngày 2 tháng 7 với cùng một mức gọi là sai biệt là 3%. Trong khi đó, trên toàn quốc cho thấy dấu hiệu sự ủng hộ cho các ứng cử viên chính trị, đặc biệt là sự cạnh tranh này. Và cuộc thăm dò cho thấy 56% cử tri ghi danh đồng ý bản statement của bà Harris, 59 tuổi, là có cái tâm lý nhạy bén và sẵn sàng đương đầu với những thách thức so với 49% họ nói về ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cuộc thăm dò này. Bên cạnh đó thì cuộc thăm dò dữ liệu của đài truyền hình CNN lại đưa ra là lời cảnh báo rằng với sự đề cử của bà Harris thì đảng Dân Chủ đang đối diện với cái sức gọi là thăng tiến của ông Trump ngày một mạnh hơn và chưa bao giờ có. Một trong những người lưu trữ dữ liệu về bầu cử của đài truyền hình CNN là Harry Enter đã lên tiếng cảnh cáo đảng Dân Chủ là nếu Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành người ứng cử viên tổng thống sẽ đối diện với Tổng thống Trump, người chưa bao giờ được xem là nổi tiếng và có được cái sự phổ thông trong công chúng. Và Enter đã đưa ra một số dữ liệu của đài truyền hình CNN cho thấy là mức ủng hộ của ông Trump đã tăng lên rất nhiều. Đảng Dân Chủ có thể đổi ngựa, tuy nhiên họ phải đối diện với ông Trump và ông Trump càng lúc càng mạnh hơn. Và ông ta đã mạnh hơn như chưa bao giờ có. Ông này đã nói với lại sứ ngôn viên đài truyền hình CNN là Sarah Steiner cho biết như trên. Và ông ta chỉ ra cái dữ liệu của đài truyền hình CNN. Trong các cuộc thăm dò, cho thấy cuộc thăm dò của ABC và Ipsos cũng như cuộc thăm dò của trường đại học Quinnipiac cho thấy cựu Tổng thống Trump đã trở nên nổi tiếng hơn. Chúng ta biết được rằng Donald Trump trong lịch sử chưa bao giờ nổi tiếng. Và bây giờ hãy nhìn một cách rõ ràng. Sau cái đại hội của Đảng Cộng Hòa thì mức thăm dò của ABC News và Ipsos, ông ta đã được con số cao hơn ở 40%. Đây là con số không tưởng tượng được. Và trong đó, ông ta vẫn tiếp tục có được cái con số từ cuộc thăm dò của trường đại học Quinnipiac, trong đó ông ta được 46% và đây con số cao nhất chưa bao giờ có. Sự thật, Donald Trump càng lúc càng mạnh mẽ và nổi tiếng hơn và ông ta có thể sẽ là một mối đe dọa đối với đảng Dân Chủ. Đây được xem là một trong những cuộc thăm dò của đài CNN đưa ra. Nó ngược lại với cuộc thăm dò vừa qua của Reuters cho thấy là bà Harris đã
gác ông Trump 2 điểm. So với cái cuộc thăm dò hồi đầu tuần của The Hill, ông Trump gác bà Harris 6 điểm. Cùng một lượt thì những người thăm dò của ông Trump lên tiếng cảnh cáo rằng cuộc thăm dò của bà Harris chỉ là một cái chương trình honeymoon mà thôi. Bản tin cho biết thì một trong những người thực hiện chiến dịch thăm dò cho ông Trump là Tony Fabrizio đã không lo ngại về số điểm mà bà Kamala Harris đã dẫn trước ông Trump theo tường trình của đài truyền hình Newsmax TV. Fabrizio được xem là nói rằng là do bà việc xuất hiện bất ngờ và tuyên bố của ông Joe Biden và sự endorse của ông ta đối với bà Kamala Harris, do đó sự gọi là tăng điểm của bà ta và gác điểm của bà ta chỉ là trong giai đoạn honeymoon, tức là trong giai đoạn ngắn mà thôi. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters và Ipsos thì bà ta dẫn trước ông Trump là 44/42, và cuộc thăm dò này chỉ là giai đoạn ở trước mắt mà thôi, không phải là giai đoạn cho tới thời điểm tới, và căn bản vẫn là tiếp tục ở trong cuộc đua này, và đảng Dân Chủ đã tìm cách chọn một người khác để mà thay thế ông Joe Biden. Trong đó họ cũng phải đối diện với vấn đề của kinh tế, vấn đề lạm phát, vấn đề tội ác và vấn đề mở cửa biên giới, chi phí về nhà cửa quá cao, và họ đã không nhắc tới những cái lo ngại trên ít nhất là hai cuộc chiến ở bên ngoài. Đó là lời phát biểu của Fabrizio đã cho biết như trên. Và sau khi thời gian honeymoon của Harris sẽ chấm dứt, và lúc đó cử tri sẽ tập trung vào những vấn đề mà nhóm cực tả không muốn đề cập tới, đó là sự thất bại của ông Joe Biden về vấn đề gọi là lạm phát, cũng như sự thất bại của bà Harris về vấn đề bảo vệ biên giới. Họ sẽ quay lại với những thực trạng của nước Mỹ, và lúc đó tình hình sẽ khác đi. Hiện nay thì theo cuộc thăm dò của Reuters thì bà Harris và ông Trump có mức ngang ngửa là 44% trong ngày 15 và 16 tây tháng 7, và ông Trump dẫn trước bà ta 1% ngày 1 và ngày 2 tây tháng 7, cùng một cái mức thăm dò và cùng một cái số gọi là sai biệt. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà phía những người thăm dò của ông Trump đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Tổng thống Trump ngày hôm nay, ông tuyên bố sẵn sàng có thêm nhiều cuộc gọi là tranh luận với bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuy nhiên, ông không đồng ý đài ABC. Cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng mở ra cuộc tranh luận với bà Phó Tổng thống Kamala Harris trên một lần, và sẽ khi mà hai bên đối diện vào cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024. Tuyệt đối tôi muốn và tôi nhận nghĩ rằng điều này quan trọng, ông đã trả lời với đài truyền hình Fox News, và tôi sẵn sàng nhiều hơn một cuộc tranh luận với bà ta. Tuy nhiên, sau đó ông nói rằng, trước đây, khi tôi đồng ý tranh luận, là đồng ý tranh luận với Joe Biden, không phải là bà ta. Tuy nhiên thì tôi cũng không ngại, bởi vì bà ta với Joe Biden cũng không khác gì trong cái chính sách của bà ta và Joe Biden. Bà ta cũng sẽ làm theo những chính sách của Joe Biden mà thôi. Bên cạnh đó thì ông nhấn mạnh rằng, điều mà tôi muốn nhấn mạnh tới là tôi không muốn cuộc tranh luận này xuất hiện trên đài ABC, bởi vì với tôi, ABC là một đài truyền hình, thật sự là một đài hình tin giả, không phải là tin thật. Và trong đó, tôi muốn rằng chuyển qua đài truyền hình Fox News tốt hơn. Đó là lời khẳng định của ông Trump khi mà được hỏi tới việc mà ông có từ chối tranh luận với bà Kamala Harris hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ với lại Bibi Netanyahu tại Mar-a-Lago vào ngày thứ Sáu. Bản tin mới nhất cho biết thì ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump cho biết vào ngày thứ Ba, ông sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu vào ngày thứ Sáu tại khu nghỉ mát của ông ở Palm Beach, Florida. Mặc dù rằng cuộc gặp gỡ đây là sáng kiến được loan báo trước đó, và trong đó ông Trump nói rằng là đây là sự yêu cầu của Bibi Netanyahu. Ông Netanyahu đã có mặt tại Washington và dự tính sẽ phát biểu trên sàn Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư, và sau đó sẽ gặp gỡ với ông Joe Biden vào ngày thứ Năm. Và trước đó thì ông Trump cho biết rằng ông sẽ sẵn sàng gặp gỡ với nhà lãnh đạo của Do Thái. Và trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của chúng tôi đã có hòa bình và ổn định ở khu vực, và chúng tôi đã ký một cái hiệp ước lịch sử gọi là Abraham Accord. Trong đó chúng ta sẽ có thêm một lần nữa, và tôi vừa mới thảo luận với lại ông Tổng thống Zelensky và một số những lãnh đạo khác trên thế giới trong những tuần lễ vừa qua. Và cái hiệp ước hòa bình của tôi mạnh mẽ hơn, và cái nghị trình về hòa bình của chúng tôi mạnh mẽ hơn rất là nhiều, để thế giới không thể dướng vướng vào những sự kinh hoàng, những cuộc chiến tử vong và những cuộc bạo động tranh chấp phải chấm dứt, và hàng triệu người đã thiệt mạng. Kamala Harris đã không có khả năng làm điều này, và bà ta không có khả năng ngăn chặn được điều này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!